Trở lại với sự chuẩn bị của các đội bóng trước thềm V-League 2023, câu lạc bộ Hà Nội đã chính thức công bố tân huấn luyện viên trưởng ở mùa giải mới, ông Božidar Bandović. Với nhiều năm kinh nghiệm từng làm việc ở châu Âu, vị chiến lược gia người Montenegro được kỳ vọng sẽ mang về thêm những thành công cho đội bóng thủ đô. Huấn luyện viên Božidar Bandović sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Vị huấn luyện viên 54 tuổi được giao nhiệm vụ giúp đội bóng thủ đô bảo vệ thành công trước vô địch V-League và vượt qua vòng bảng AFC Champions League. Trong quá khứ, huấn luyện viên Bandović đã từng đưa câu lạc bộ Buriram United lọt vào vòng 16 đội tại AFC Champions League 2018. Sau khi đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với câu lạc bộ Hải Phòng, tiền vệ Lương Xuân Trường dự kiến sẽ có màn ra mắt đội bóng đất cảng trong ngày 4 tháng 1 khi thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Viettel tại trung tâm thể thao Viettel ở Hòa Lạc vào lúc 15:30 chiều nay. Thời điểm này, câu lạc bộ Hải Phòng chưa công bố số áo mới của Xuân Trường khi số 6 hiện tại đang thuộc về tiền vệ Martin Lò.